Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên làm sống dậy những câu chuyện lịch sử tưởng chừng đã bị lãng quên nhưng vẫn là những hồi ức đau thương, xen lẫn tự hào của dân tộc ta. Anh em thân mến, vào năm 2015, cư dân mạng đã được một fan trầm trồ trước việc diễn viên đóng thế người Anh Jim Dowdle, người từng xuất hiện trong bom tấn James Bond, loạt phim Burn và Indiana Jones, đã thực hiện màn trình diễn lái chiếc xe thể thao Jaguar XF vượt qua sông Thames chỉ nhờ hai chiếc dây cáp đường kính hơn 1 inch. Thế nhưng đó chỉ là chuyện quá thường nếu ai đó biết rằng những người lính lái xe Trường Sơn đã làm được điều đó từ rất lâu rồi. Thần kỳ hơn, họ còn lái những chiếc xe tải qua hai sợi dây cáp, chứ không phải chỉ đơn giản là một chiếc xe con với nhiều thiết bị hỗ trợ như anh chàng diễn viên người Anh nói trên. Câu chuyện lái xe tải trên hai sợi dây cáp vượt sông suối trên đường Trường Sơn là minh chứng cho những điều thần kỳ mà người Việt đã làm được trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thời điểm đó, điều kiện không cho phép khiến câu chuyện tưởng chừng phi thực tế của những người lính Việt Nam không được biết đến rộng rãi, nhưng nó vẫn là lịch sử phi thường của dân tộc ta. Vậy câu chuyện thần kỳ đó diễn ra như thế nào? Và sức mạnh ở đâu ra để người Việt Nam làm nên điều phi thường như thế? Để đi tìm lời giải thì anh em hãy tiếp tục theo dõi video của Hồi ức Thời Chiến, anh em nhé! Anh em thân mến, câu chuyện này bắt đầu từ những năm 1965. Bộ Quốc phòng cử Trung tướng Đinh Đức Thiện, khi đó là chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, sang Trung Quốc công tác. Tại đây, ông Thiện được các chiến sĩ nước bạn cho đi tham quan những chiếc cầu dây cáp bắc từ núi này sang núi kia, từ bờ sông này nối sang bờ sông kia trong thời kỳ chống Nhật. Từ khoảnh khắc ấy đã nhen nhóm lên trong ông khát vọng xây dựng những công trình tương tự trên đất nước Việt Nam mình nhằm phục vụ công cuộc kháng chiến dài hơi của dân tộc. Tuy nhiên, với điều kiện còn hạn chế cả về sức người lẫn sức của thời điểm đó, việc có thể biến khát vọng thành thực tế vẫn còn là cả một quãng đường dài. Mặc dù vậy, khi về nước, ông Đinh Đức Thiện vẫn mang công trình mà mình tận mắt chứng kiến bên nước bạn trình lên Viện Kỹ thuật Giao thông, kết hợp với một số khoa của 4 trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội cùng nhau nghiên cứu, tiến tới việc đưa vào áp dụng phương pháp vận tải mới lạ này trong các chiến trường trên tuyến đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn, hay còn được gọi với cái tên Đường Mòn Hồ Chí Minh, là một tuyến hậu cần chiến lược, bao gồm mạng lưới giao thông quân sự, chạy từ lãnh thổ miền Bắc Việt Nam vào tới lãnh thổ miền Nam Việt Nam, phía đông Trường Sơn đi qua miền Trung Việt Nam và phía tây Trường Sơn có đoạn đi qua Hạ Lào, Campuchia. Đây là tuyến đường huyết mạch, chiến lược trọng yếu cung cấp binh lực và vật lực, hậu cần, vũ khí, khí tài để chi viện cho quân giải phóng miền Nam trên chiến trường miền Nam Việt Nam liên tục trong suốt 16 năm, từ năm 1959 đến năm 1975. Binh đoàn Trường Sơn, đoàn 559, quân đội nhân dân Việt Nam là đơn vị trực tiếp triển khai các đơn vị hậu cần đảm bảo giao liên chuyển quân, đảm bảo y tế, vận tải, xăng dầu, công binh, bộ binh và phòng không để đảm bảo hoạt động cho cả hệ thống giao thông hỏa tuyến chiến lược này. Tuyến đường Trường Sơn còn được những người lính trong cuộc chiến gọi là tuyến lửa. Trong chiến tranh Việt Nam, nhận biết được tầm quan trọng của đường Trường Sơn nên lực lượng quân sự Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tập trung đánh phá hệ thống giao thông này bằng hàng loạt các chiến dịch bộ binh và không quân. Hàng triệu tấn bom đạn đã được Mỹ ném xuống. Một hệ thống máy móc trinh sát điện tử được gọi là hàng rào điện tử McNamara đã được tăng cường sử dụng để nhằm trinh sát việc vận chuyển và chỉ điểm hướng dẫn máy bay ném bom. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn thường xuyên sử dụng chất độc màu da cam cùng một số loại chất độc diệt cỏ khác đã được rải xuống nhiều vùng rừng trên đường Trường Sơn làm trụi lá cây. Các dự án tạo mưa và các chất hóa học tạo bùn cũng được Mỹ sử dụng để cản trở giao thông trên tuyến. Bất chấp tất cả những biện pháp tinh vi và đắt đỏ đó, đường Trường Sơn vẫn không bị cắt đứt mà ngày càng trở nên tinh vi và hoàn thiện hơn. Theo văn bản lịch sử chính thức của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đường Trường Sơn được quân đội Hoa Kỳ coi là một trong những thành tựu vĩ đại của nền kỹ thuật quân sự ở thế kỷ 20. Rõ ràng đường Trường Sơn đóng một vai trò trọng yếu xuyên suốt cả cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường này là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Vì chỉ khi giao thông trên đường Trường Sơn được thông suốt, việc chi viện cho miền Nam ruột thịt mới không bị gián đoạn, ảnh hưởng tới toàn cục của cuộc chiến tranh nhân dân. Nắm được những điều này, các chiến sĩ Cụ Hồ đã không ngừng sáng tạo ra các phương thức di chuyển đa dạng để cho Mỹ và tay sai phá cái này, ta còn có cái khác để đảm bảo tuyến đường huyết mạch được an toàn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân để câu chuyện thần kỳ kể trên xuất hiện. Quay trở lại với ông Nguyễn Trọng Quyến, thì lúc đó ông đang là giáo viên của khoa xe, máy của trường sĩ quan hậu cần, được chọn là người lái xe đầu tiên đi trên cáp. Ông kể lại: "Lần đầu tiên tôi cùng với những người đồng đội của mình thử nghiệm lái xe trên cáp ở khu vực cầu Diễn, trên chính hai bờ sông Nhuệ. Anh em kỹ sư cho máy đóng trụ bê tông âm từ 5m đến 6m, rồi tiếp tục dùng tời buộc cáp, loại cáp to như cổ tay từ bờ sông bên này qua bờ bên kia với độ võng nhất định theo như tính toán của các kỹ sư. Tôi lái một chiếc xe tải của Liên Xô, chạy bằng hệ thống bánh pulley, tức dòng dọc trên cáp,
gần giống như bánh tàu hỏa chạy trên đường ray vậy. Mới đầu tưởng có các pulley định vị trên cáp, cứ thế trượt theo nó mà sang bờ bên kia. Ai ngờ nó đánh võng kinh khủng. Dòng dã từ tháng 2 năm 1965 đến tháng 5 năm 1965, tôi liên tục chạy thử bằng hai cách. Đầu tiên là chạy bằng pulley như đã kể, sau thiết kế sàn trượt cho xe có trọng tải từ 4 tấn trở lên. Xe có trọng tải 1 tấn chạy bằng pulley đè trên cáp được áp dụng cho những chỗ địa hình thoáng. Máy bay trinh sát địch có chụp tọa độ cũng chỉ thấy hai vệt dây chứ không đoán được đó là cầu. Xe trọng tải từ 4 tấn trở lên chạy bằng sàn trượt áp dụng cho những nơi địa hình có cây cối nhiều, máy bay trinh sát địch khó phát hiện hơn. Trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm, đến tháng 6 năm 1965, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông lúc bấy giờ là ông Phan Trọng Tuệ mời các thành viên trong Hội đồng Chính phủ cùng tất cả các thủ trưởng của các bộ đến để kiểm duyệt buổi thử nghiệm cuối cùng để chuẩn bị lên kế hoạch áp dụng vào các chiến trường trên tuyến đường Trường Sơn. Địa điểm diễn ra cuộc thử nghiệm cuối cùng lần ấy, Viện Kỹ thuật Giao thông chọn là ở Canh Diễn, cách cầu Diễn khoảng 1 km trên sông Nhuệ. Ông Quyến nhớ lại, khoảng 8 giờ sáng, Phó Thủ tướng bảo tôi lái thử cho mọi người xem. Anh Đặng Văn Thông, Viện trưởng Viện Giao thông chỉ vào chiếc đồng hồ đo độ võng của dây cáp, dặn kỹ. Khi lái, nếu xe nghiêng sang trái hoặc phải dưới 15 độ thì cứ việc đi tiếp. Nếu xe nghiêng từ 16 đến 17 độ thì anh và phụ xe phải nhảy ra xuống sông để anh em công binh trực dưới đó vớt các anh lên. Tôi lái được khoảng 1/4 đường cáp thì thấy đồng hồ nhảy lên 10 độ, quãng 1/3 thì lên 15 độ. Lúc này, nhìn gương chiếu hậu, ông phụ xe của tôi là anh Nguyễn Văn Xây nói gấp. Anh ơi, trong bờ, mọi người phất cờ ra lệnh anh em mình phải nhảy. Tôi đùa, anh em mình đang đi trên miệng tử thần. Nếu anh em mình mà nhảy, thể nào cũng bị xe lật theo sau để chết dưới lòng sông. Chú cứ kệ nó đi, đến đâu thì liệu đến đó. Vừa nói xong thì xe lật. Rơi xuống sông, 3 tấn bê tông đổ hết. Xe mất tải trọng, lật tiếp 3 vòng. Rất may là do cửa xe đóng kín nên nước chỉ có thể phun từ từ qua kẽ hở mà không ập vào. Tôi và anh Xây ngồi nhìn cái chết dâng lên từng cm trong cabin đến với mình. Thoáng hy vọng vụt lên, tôi bảo anh Xây. Anh và tôi giờ nằm xuống, chờ cho áp suất trong cabin cân bằng với áp suất nước bên ngoài thì đạp cửa phi ra. Sau thất bại ấy, bao nhiêu công sức coi như đổ cùng chuyến xe mà ông Quyến lái. Tập trung đi tìm nguyên nhân, hóa ra chuyến xe bị lật hôm ấy không phải do ông lái kém, mà là do trận mưa hồi đêm làm cho trụ bê tông bị lún nghiêng, xe trườn lên không chịu được tải trọng, gặp gió thì lắc, càng lắc thì trụ cầu càng dơ, dây càng trùng và xe rơi càng nhanh. Với tinh thần người Việt Nam thắng không kiêu, bại không nản, rất nhanh, cuộc thử nghiệm tiếp theo được tính toán kỹ lưỡng hơn với những trụ cầu đổ chết bằng bê tông cốt thép, đo độ giãn dây cáp trong khoảng giới hạn cho phép chứ không thể tùy tiện đóng cọc như lần thử nghiệm ban đầu. Dưới sự chứng kiến của quan chức chính phủ, vào ngày 11 tháng 11 năm 1965, lần thử nghiệm mang tính chất quyết định này, ông Quyến đã thành công. Chính phủ quyết định cho lắp đặt cây cầu dây cáp cho xe ô tô chạy bằng pulley đầu tiên tại km 0 tại Đắk Rông, Quảng Trị. Tiếp theo đó là hàng loạt cây cầu kiểu khác thường này được nhân rộng trên khắp tuyến đường Trường Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển trang thiết bị, quân trang, quân dụng từ hậu phương miền Bắc vào sâu trong chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Từ câu chuyện phi thường lái xe tải trên hai sợi dây cáp vượt đường Trường Sơn của chiến sĩ ta càng khẳng định, càng trong khó khăn, người Việt Nam lại không ngừng sáng tạo để tạo nên những kỳ tích không tưởng mà cho đến nay vẫn khiến thế giới ngỡ ngàng khi tìm hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Còn các anh em của Hồi ức Thời chiến thì có cảm nghĩ gì về câu chuyện trên? Nếu anh em còn biết thêm câu chuyện thần kỳ nào nữa của bộ đội Việt Nam thì đừng quên chia sẻ cùng đội ngũ chúng mình ở phía dưới video anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!